xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bài kiện của bạn Nam. Thì chị ở xã Vĩnh Thành, huyện Trà Lấp, tỉnh Bến Tre để bạn Nam quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cái máy giống mai mà ghép giống xuân Sài Gòn nè, xuân mình lại ha. À, nhị ngọc toàn, nhị ngọc toàn cẩm thạch hàng chơi tết á, con sai lùng lực vô dây chỉnh sửa rồi ha, chuẩn nút nụ cho cô chú anh chị mình nha. À, rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cái này với cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà dùng của bạn Nam nha. Và cũng không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bạn Nam ha. Bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Rồi chào bán nha, cho cô chú anh chị xem nha. Hôm nay cho tôi bính trên cũng vô luôn lúc cô chú anh chị. Mình một lô mai về cho cô chú anh chị mình nuôi lại mình chơi Tết 2025 nha. Rồi, rồi giờ cái đầu list là mã số 1x nha cô chú anh chị. Một cây uh, siêu bom Sài Gòn ha, giống này của chú Sáu Bình Dương nha. Rồi, cây nó nút nụ khá là đều của chú anh chị ha. Dạ, khoảng bé là được 16. Ủa, quá trời nụ luôn cô chú anh chị ha. K72. Cái ngang 70 Rồi cái mã số 1X Em giao lưu với cô chú anh chị mình nha à, Giá cũng chỉ là 500 nha Rồi 500 ngàn bao xíu nha Rồi cái mã số mã số 2X cũng là một cây Xe bông mình lợi nha cô chú anh chị Rồi. Mình thân là được 18 Cây 69 Nó ngang là 69 luôn Rồi cái xe bông mình lợi nha Em giao lưu với cô chú anh chị mình Giá là 400 nha rồi, bao ship luôn các bạn. Rồi. Rồi. Theo cây mã số, mã số 3X cũng là một cây siêu mình lợi luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Mình hăng là được 18. Cá hộ cô chú 70. Tính nguyên là được 69. Rồi. Cái siêu mình lợi mã số 3X em Zalo giúp cô chú anh chị mình ha. Uh, giá cũng chỉ là 400 luôn nha. Rồi, 400 ha. 4 x cũng là một cây nhựa ngọc tàn như cô chú chị, nhóc nụ kim lên hết rồi nha. Cây gốc lớn của cô chú chị gốc ha. To nha. Bình thân là 26, nụ là cô chú chị ha. Cây 50, đến à. 60. Rồi cây nhựa ngọc tàn nem cô chú chị em giá 500 nha. Rồi 500.000 bao ship luôn ha. Rồi 4 x Cũng là một cây siêu bonsai lợi luôn nha cô chú chị. Cây à. tràn toàn do lùng ha, dán bonsai cô chú chị. Quỳnh Hân là được 20 Rồi Cơ 52 Tới ngang 70 Rồi Rồi cái sư bông mình lại mã số 5 Ít em vô với cô chú anh chị mình nhớ 550 nha Rồi 550 em bao sức nữa các bạn Rồi Rồi tiếp theo cái mã số Số 6 ít Cũng là một cây nhị ngọc tàn nha cô chú anh chị Cây gì cái thì em vô dây chỉnh sửa hết rồi ha Nút nụ kim lên ok Mũ đã có luôn cô chú anh chị ạ Nguyên cái cũ luôn à cũ đặt là được 32 Ốc ngủ lên đều ra 51 Nhìn ngọc toàn ha Tới ngang 60 Rồi Đặt nhiều tạm cho cô chuyến chị mình giá 450 nha Rồi mình đã ra luôn hả mày Rồi Cái mã số Mã số 7X cũng là một cây à, Nhẹ ngọc toàn Lá cẩm thạch nha cô chuyến chị Rồi Đây có củ đế nha Mình thân là được 19 Rồi nhìn ngọc toàn cẩm hạch nha Củ đạt 40 ừ, Ồ nè Cái là được 48 Ừ cái 55 con nhánh nhị ngọc Toàn này nó độc ngược trở lại nè cô chú anh chị ha. Đó. Rồi, cây 7x giao lưu với cô chú anh chị giá 550 rưỡi nha. Rồi, 550 rưỡi bao ship các bạn ha. Đây okay, mã số. Mã số 8x cũng là cây siêu Sài Gòn cô chú anh chị. Cây này gốc to lắm nha. Đây lên nhục kim mình hết rồi Tổng 2 đế ha. À tổng đế này là được 27 nha cô chú anh chị. Rồi hoàn tài điểm hết 27 ha. Rồi có đế luôn nha. Cao là được uh... 86 Ủa 66 chứ Cho 66 nha 8060 Rồi dạ. Rồi cái siêu mình là Ồ cái siêu Sài Gòn mã số 8 x Giờ lưu của chú anh chị giá 600 nha Rồi dạ, mình đã cây luôn Rồi ít cũng là cây siêu Sài Gòn nha, có gì Rồi dạ. Bệnh thân là 16 Keo là được 60 8056 Rồi dạ. Kêu xuống bông Sài Gòn em giao lưu của chú anh chị mình ha à, giá là 500 nha. Rồi, 500 ngàn mình bao ship các bạn ha. Rồi. Cái mã số. Mã số 10 x cũng là một cây uh, sebo mình lợi nha cô chú chị. Rồi. Cây có củ đế. Tàn quá trời luôn cái đế này. Bình thân là được 19. Rồi. Củ đặc là được 39. Keo là 65. Tới ngang là được um, 88. Rồi cây sebo mình lợi giao lưu cô chú chị giá 700 nha. Rồi 700 000 Rồi, bao ship nha. Số 10 x cũng là một cái quý clip của em luôn thì em cũng cho hành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem mấy clip đó. và rất mong được cô chú anh chị mình ủng hộ em xin chào và hẹn lại nhé rồi em muốn thấy mặt kênh cũng như bạn nam ha cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bạn nam trong những clip trước cũng như clip này cảm mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cái này với cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn nam nha em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình là những clip tiếp theo ạ à.